hôm nay mình cũng chào bà con hết nha thì cái chuồng này em hổm mình đã trồng cây mung ngứa nè bà con thấy mung ngứa rồi phải không thì bữa nay đã nó sống hoàn thành nó cũng đã lên hết trơn rồi đó không còn cái nào chết hết Ê, hôm nay mình gọi cho bà con coi đó gạo chai cũng đã lên đầy đủ rồi đó bà con thấy không bà con coi cho kỹ nha rồi mình dặn bà con thì bà con nên nhớ cho gõ đó bà con làm theo y gian như mình thì cái chuồng này cái chuồng này mình làm mình nuôi con gắn con hay hoặc là con gắn lớn gì cũng được hết tại vì con gắn con nuôi được là con gắn lớn nuôi được thôi nói gì đó con gắn con nếu mà con nuôi đạt á là con gắn lớn là nó ok chứ không có lo mình lo là quan trọng nhất là cái con gắn con cho nên đó, những có nhiều người anh em điện qua mình ha thì cũng đã ra con dư gắn giống mà nuôi con gắn con không được thì sang sang chỗ nuôi đó ví dụ như cái chuồng này mình để đẻ thì nó nở ra ha nở ra mình dời qua cái bên cái chuồng khác mình nuôi thì cái chuồng nó phải đạt trong cái mức yêu cầu của mình nó đủ mát đủ ẩm không dư ẩm không dư nước không thiếu nước đủ ẩm là mình nuôi con gắn con nó mới đạt mới đạt theo yêu cầu của mình thì hôm nay mình hôm hổm mình có quay cái cảnh mình trồng rồi đó thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái clip bà con clip phần này là, là cũng là gọi luôn là bên cái chuồng nuôi con gắn con thì à, mình dặn đây á thì bà con nghe cho kỹ cho rõ ha thì bà con nuôi con mua nuôi con gắn con á là bà con nuôi mới đạt Nhưng mà không nuôi con gắn con nó không có đạt vì con gắn con á nó nhỏ nó yếu cái độ mát lạnh của nó nó còn hơn cái con gắn lớn nữa nó nhưng mà nó dư nước quá con gắn con nó chịu con không nổi mà thiếu nước gắn con chịu không nổi nữa cho nên á thì bữa nay mình chia sẻ cho bà con bà con phải nhớ cho kỹ mình sẽ nói chậm gãi ha cho bà con dễ nghe dễ hiểu hơn thì bà con nên để ý mình chia sẻ bà con bà con làm theo ý gan như mình đi thì nó nuôi đạt được con gắn con Chứ để đây rồi bà con nuôi ra con gắn giống gắn con rồi bà con nuôi lại con gắn con không được nữa thì cũng gắn con lúc nào nó có khó hơn nhưng gắn lớn gắn lớn nó trưởng thành cái sức đề kháng nó mạnh hơn thì nó dễ nuôi hơn cũng gắn con thì hôm nay đây mình cho bà con coi cái này nha cái cây này là cây cỏ nè ha cây cỏ này là ở chỗ mình đó là cái cây cái cỏ này là cây cỏ mồm đó nhưng mình thấy vô trong chuồng gắn này đó nha mình thấy vô cái cái chuồng gắn này á thì nó không có không có nói là cái cây cỏ nào hết cây cỏ dôi nha. hay là hoặc cây sậy cây bắp cây cỏ mồm cỏ tây hay bất cứ cây cỏ gì nói chung là các thứ cỏ là bà con xài đều được hết nha. nhưng mà bà con nên nhớ cho kỹ nè nghe cái chuồng mình làm như gì rồi á nha, thì bà con thảy luôn cái cây dài á là nó đè ba cái, cái cây cỏ này xuống nè cây coi chai hay hoặc là cái cây à, à, môn ngứa hay cây bạc hà mình á là nó đè xuống nó liếp ở dưới thì nó mọc lên lại là rất là khó cho nên những cây sậy cái gì á thì à, bà con nên chặt ra ha, chặt ra cục cục vậy nè đó, mình nói bà con nghe cho gõ đó nghe mình chặt cục cục về đây là mình thảy thảy nó xuống ha? mình thảy nó trong ví dụ như là bữa nay bữa nay mình thảy nó mình thảy nó lên chừng năm ba phân thôi chứ không có thảy nhiều nha bà con bà con nên nhớ cho kỹ đó nghe con gắng con nghe bà con nên nhớ kỹ mình dặn kỹ luôn đó nghe bà con nên nhớ kỹ nghe nghe cho gõ đó bà con nên thảy năm bao phân, một tắc đậu lợi chứ không có thảy nhiều nhưng mà con thảy làm sao cái cây cỏ mình ngồi vô chuồng mình thấy ít thôi năm mười, mười ngày hay nửa tháng mình mới thấy một lần ha chứ mình không có thảy nhiều ví dụ như con gắn con thì cũng như nó có cái lỗ cái hang đây mình nói cho bà con nghe gõ đó bà con thấy gõ cái hang không mình nâng hình lớn lên chút ha cho bà con dễ thấy cái hang nó hơn đó bà con thấy cái hang nó không đó cái hang con gắn đây đó mà con thấy không là cái lỗ nó đây nó những cái lỗ hang của nó mình có gọi đó mà con thấy rõ chưa đó nhà nó có lỗ đó đâu rồi cái, cái lỗ hang đó đâu là, cho con coi cái lại đàng hoàng mà được đó mà con thấy lỗ hang không đó đó lỗ hang đó hai bên hai lỗ đó đó mình thấy á mình thấy khi mình thấy là nó liếp cái lỗ này nè mình nói cho bà con nghe dễ hiểu hơn thảy nó liếp cái lỗ đó phải không thì bà con nếu để lên đâu ba tắc á, thì nó bịt cái lỗ hang nó bịt cái lỗ hang lại cố gắng con của mình ở dưới nó hầm là nó chịu không nổi cho nên mình mới kêu bà con là thảy lên trong vòng 5 phân 7 tám phân một tắc đổ lại đặng mà con gắn của mình nó có cái lỗ nó chung lên nó chung mau lên được nó chung lên đó rồi chung lên nó xuống nó thẻ tạo cái lỗ mới lại cái lỗ nó ở rồi nó chung lên cái lỗ mới ở trên mình mới thấy đó nó chung lên lại ha cho nên cái chuồng của mình nó mát mẻ nó không có bị ảnh hưởng bên con rắn là nó bị cái gì hết đó mình dặn gần nghe bà con nhớ nghe cho kỹ nha 10 bữa nửa tháng hay 20 ngày bà con mới thấy một lần nhưng mà bà con phải chặt cái cây cỏ đó, đó, chặt ra cho cục cục nhưng cây cỏ này là mình ví dụ đây là cây cỏ tư nha bà con chứ không phải là cây cỏ khô cây cái này là cây khô cây khô cây tư nhưng mình nói bà con phải phơi khô nha còn một cái nữa, cái này mới quan trọng Bà con mới nuôi con gắn con trong chuồng mà con thấy là nó không bị phòng đó Thì những cây cỏ hay, là hoặc cái bắp Cây cỏ voi hay bất cứ cây sậy cái gì cũng gì hết Bà con phơi khô rồi Phải không? Phơi khô rồi đàng hoàng hết trơn Rồi bà con Ví dụ như mình Ăn thua cái chuồng mình lớn hay nhỏ Mình nói ví dụ như cái chuồng 50 mét vuông Cái chuồng 10 mét vuông đi 10 mét hay 15 mét vuông thì bà con lấy cái bội gà mình á lấy cái bội gà đó nha lấy bội gà hay bà con bao mũ cao su ở ngoài cũng được bà con giữ nó lên để bà con bơm nước nó vô nhưng trước khi mình thảy vô trong bồn đó cây cỏ này mình phải phải khô nè hay cây cỏ voi có gì cũng gì hết rồi bà con mới để vô trong cái cái cao su đó, đó hay là cái bội gà mình để cái mũ mũ cao su trong đó mình bơm nước vô được đó bà con để vô phơi khô bà con để vô đó bà con bơm nước vô bơm nước vô ví dụ bà con để trong bồn này đi đó để trong bồn như cái thao đó vậy đó mà con để cỏ vô trong thao mình ví dụ cái thao thôi bà con để cỏ vô bà cỏ cái cỏ này nè bà con để vô trong trong cái thao đó bà con để trong cái thao đó đó bà con để trong cái thao đó, đó ha thì bà con bơm nước cho nó ngập cái cỏ đà hoàng hết bà con ngâm 3 đêm hay hoặc 4 đêm 5 đêm đó mình nói dành cho bà con trên biết biết bơm nước vô ngâm ngâm đàng hoàng hết trơn cho nó ra cái chắc phấn cái cây cỏ đó nó ra cái phấn cái cây bắp hay hoặc cái cây cỏ dôi cây sậy cái nào cũng có phấn hết trơn cây cỏ nào cũng có phấn hết bà con ngâm ba bốn đêm mà cây cỏ mình phải khô nha ngâm ba bốn đêm bốn năm đêm, đêm mình mới xả nước ra bỏ ha xả nước ra bỏ mình để hai ba ngày sau cây cỏ nó gáo cái con nó đem đem mình banh ra ngoài nắng lại một bữa với hai là nó gáo lại rồi nó vừa gáo thôi khỏi cần nó lại khô chát nó vừa gáo vô gáo rồi bà con đem vô thảy bà con thảy năm phân bảy phân một tắc đổ lại ngang đừng có thảy dày khi nào 10 bữa nửa tháng 20 ngày bà con thấy cái lỗ con rắn nó lên nó có cái lỗ ở bằng đêm nó lú đầu lên nó ăn đó lú đầu lên nói chung lên xuống nó lú đầu lên xuống là làm cái hang của nó đó rồi mình bà con mới thấy từ từ vô nữa 10 bữa 20 ngày bà con thấy vô một lần nữa Là con gắn bà con nuôi mới được Còn bà con không ngâm ha, Bà con không ngâm cây cỏ đó Thì cái chất phấn của cái cây cỏ đó, Như cây bắp hoặc cái này cái nọ đó Nó ra chắc phấn đó là nó làm chuồng Cái chuồng mình nó móc Là con gắn bà con nuôi toàn bộ là bị phòng da không Đó Cho nên bà con nghe cho kỹ Bà con phải ngâm ngâm cây cỏ hết phắng đem lên phơi cho nó gáo lại một chút gáo lại đừng có nhiễu nước nha phơi gáo cho phơi phơi nhiễu nước tổn tổn là không phải nha phơi cho nó gáo rồi bà con thấy vô chuồng là nuôi là ok con gắn con cả con gắn bự gắn con gắn con nuôi được thì gắn bự nó không có thành đề đó thì mình nói như vậy đó bà con nuôi mới được con gắn con chứ bằng không bà con nuôi gắn con sống cũng cả vấn đề đó bà con nghe cho kỹ đó nha mình dặn gành cho bà con rồi đó thì bà con cây cỏ này bà con phải chặt cục nè. Đó. Chặt cục lại rồi, bà con phơi cho khô. Để vô nước bà con bơm nước vô ngập bà con ngâm 3 đêm tới 5 đêm. Rồi bà con lấy ra ngoài, xả nước lấy ra ngoài hay để trong chuồng, trong chuồng mình xả nước được thì xả chỗ nào bà con xả nước được thì xả, không xả được thì mình vớt nó ra ngoài mình để phơi nắng. Cho nó ráo cây cỏ lại bà con thả vô nuôi là con rắn nó không bị phòng cái da mà cái chuồng mình nó mát lạnh, không hầm, không nóng, không nực, không gì hết là bà con nuôi được con gắn đó mình dặn dành cho bà con đó bà con làm chạch thì là không được con gắn con thì mình chia sẻ bà con đầy đủ nè nếu mà bà con tạo cũng như cái chuồng mình ở đây thì bà con nuôi con gắn con đây là khỏi lo khỏi sợ khỏi bất cứ chuyện gì hết là con gắn con mình nuôi mạnh ok bình thường không có xảy ra chuyện gì cho mình cả đó rồi mình cũng chúc bà con nuôi thành công thành đạt hết mình nói thẳng với bà con mình chia sẻ cái clip này rồi bà con nuôi gắn con là ok cho khỏi bà con khỏi sợ khỏi lo đó nhưng bà con nuôi nhớ nghe bà con nuôi là không có bư cái chuồng nghe không chuồng mình để sao là để vậy nghe cho mồi ăn thôi chứ bà con đừng có bư đừng sốc muốn coi con gắn của mình thì cái đèn mình đốt đó, cho nó ăn đó, và nó lên mình đêm mà gắn bóng đẹp hay không thì cái đó mình coi là mình gặp bà con đừng có nên bư chuồng bư chuồng nó nhủ xuống cát ha là cái chuồng mình cố gắng nó lên nó bị ngạt mũi không đó thì mình dặn bà con nuôi là đừng có bưng cái chuồng cái chuồng mình nuôi sao để vậy chỉ rẽ mồi vô thôi tối thì ra cầm đèn đó mình coi cái đèn hay mình đốt đèn ngoài chuồng đó cho con rắn mình ăn nó dạng có cánh đèn nó quen đó thì mình chỉ gọi bao nhiêu đó là mình biết con rắn mình đẹp hay không nếu con nào nó xảy ra chuyện là nó nhảy lên trên nó nằm hết không bao giờ con nào nằm dưới đó mình dặn dặn gành bà con như đó con đừng có bư chuồng tránh cái đường bư chuồng ra bư chuồng đá động nó hoài bà con đừng có bư nó không ăn mà nó đá động nó ối hoài đó bà con nuôi không có được đó rồi hôm nay mình cũng chúc bà con nuôi thành công hết thì cái clip này là nuôi gắn con đó thì mình chia sẻ cho bà con cái này đó bà con nên nhớ kỹ mình dặn hồi nãy giờ ra sau đó hay. thì bà con làm y như mình thì bà con có trục trịch những cái gì hay. nếu bà con làm như gì thì không có trục trịch cái gì cả hết trơn á nếu bà con có cần mình chia sẻ gì thì bà con điện mình rồi mình cũng uh tạm ngưng luôn bà con ơi